Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trò hề lấy phiếu tín nhiệm Ngày 29 tháng 10, báo tiếng Dân đăng bài Bất tín nhiệm, phiếu tín nhiệm của tác giả Nguyễn Thông Theo tác giả, cứ tưởng trò bỏ phiếu tín nhiệm nảy nồi từ năm 2012 bị dẹp, bị vứt vào sọt rác rồi Ai dè, sau hơn chục năm, nó được dựng lại, có phần hoành tráng hơn Tác giả cho hay, mỗi kỳ bầu cử sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng bầu vào quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp lần nào cũng câu này tv hát cầm lá phiếu trên tay chúng ta cùng nhau đi bầu nhưng ai cũng hiểu họ chả cần mình bầu phiếu với chả viết bởi chưa bầu đã biết ai trúng nhất là tứ trụ thậm chí còn biết trước cả tháng tin đồn thông tấn xã vỉa hè luôn trúng phóc kể từ khi cộng sản cầm quyền thì luôn diễn ra như vậy Họ có đủ cả, chỉ thiếu mỗi quyền dân chủ thực sự. Hình ảnh bài trên báo tiếng Dân. Tác giả dẫn lại câu chuyện mà người ta vẫn kể cho nhau nghe về tay trùm Stalin chỉ đạo đàn em tổ chức bỏ phiếu. Khi bọn kia thật thà, muôn tàu thánh thượng, nếu bỏ phiếu thì chúng ta thua mất. Y liền cười, bày làm cách mạng mà chả biết cái gì, ăn nhau ở khâu kiểm phiếu chứ không phải là bỏ phiếu. Cả bọn được giác ngộ lý luận cách mạng vô sản, cười như ngé, chuyện liên xô mà nghe quen như chuyện nhà tác giả nhận định trong một bộ máy cai trị cầm quyền không phải người nào cũng tài giỏi đạo đức được cả hồng lẫn chuyên không ít đứa leo lên từ kênh đoàn hội hoặc ngạch hầu phúc của dân tộc và nhất là chọn nhầm theo kiểu đảng cử dân bầu tuy nhiên thực chất của cán bộ chỉ cần thời gian ngắn là lộ ra vì vậy cũng nên có sự sàng lọc mà bỏ phiếu tín nhiệm là một cách tác giả cho rằng cách tốt nhất, đúng nhất là trưng cầu dân ý, lấy ý kiến của nhân dân để dân bỏ phiếu tín nhiệm, còn kiểu nội bộ loanh quanh với nhau, nói thật, chỉ diễn. Biện pháp cải lương, dân túy, cốt làm cho có, chỉ là biện pháp cải tạo nửa vời đối với một bộ máy đang rệu rã, ốc vít hỏng hóc, rỉ sét cùng mòn. Cứ kiểu bệnh hình thức này thì dù mỗi năm thậm chí là mỗi tháng lấy phiếu tín nhiệm một lần thì cũng chẳng thay đổi được gì. Hình ảnh lãnh đạo cấp cao của đảng bỏ phiếu tín nhiệm trong kỳ họp vừa qua. Tác giả cho biết là ở chỗ những ai tâm huyết với đất nước và nhân dân lên tiếng về cách làm ăn nhố nhăn đều bị coi là thế lực thù địch, phản động. Quan điểm sai trái. Chỉ những anh luôn tự cho mình là đúng thì mới vu vạ cho người khác là sai trái. Mặt trời còn có lỗ đen, huống hồ con người và thể chế do con người tạo ra tác giả đánh giá nếu các vị đúng trăm phần trăm họa là thánh hoặc sạch hơn nước cất thì hãy quy cho người khác là sai trái đừng có cái thói cứ thấy ai khác ý mình không đi chung với mình thì kết án là người ta sai trái chỉ ra một điều sai trái còn giá trị hơn tỷ lần thói a à vua, nịnh hót trùng ngôn nghịch nhỉ ngồi ghế cửu trùng cần phải biết điều đó chứ tự lừa mình và lừa người khác thì còn nói làm gì tác giả bình luận bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm ư cũng được nhưng phải làm thực chất đừng biến nó thành trò cười nếu các vị thực sự muốn sửa chữa thay đổi tìm kiếm kết quả chính xác của lá phiếu tín nhiệm thì chỉ cần bỏ phiếu với hai mức tín nhiệm và bất tín nhiệm tức là không tín nhiệm không lôi thôi trong đội ngũ cai trị hiện hành có những kẻ hư hỏng không được tín nhiệm nữa cần bị loại bỏ thì phải bất tín nhiệm Chứ chúng còn được tín nhiệm đâu mà bày biện tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp, làm chi chính trị mà cứ như diễn hài. Và tác giả kết luận, vỡ hài cười ra nước mắt này chẳng biết đến khi nào mới kết thúc. Đời không thiếu gì người tài đức để thay thế đám hư hỏng kia, nhưng chúng nó thì vẫn cứ nhơn nhơn tồn tại bởi chúng không bị bất tín nhiệm, chúng vẫn còn được đồng chí, chứ không phải dân, tín nhiệm dù là tín nhiệm thấp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin trò hề lấy phiếu tín nhiệm. Vụ Ngọc Trinh khiến công an rối như tờ vò Tiếp tục bình luận về vụ bắt giữ người mẫu Ngọc Trinh, blog Trần Văn trên VOA ngày 27 tháng 10 có bài Vụ Ngọc Trinh khiến công an há miệng mắt quai theo công an việt nam chuyện quốc cơ và quốc nghiệp làm xiết trên xe gắn máy là vụ hành chính không có dấu hiệu tội phạm tác giả cho rằng quan sát và đối chiếu vụ bắt giam ngọc trinh sẽ thấy sự tùy tiện trong thực thi công vụ đã đẩy hệ thống công quyền đến chỗ hoàn toàn bị động trước khi công chúng chọn vụ quốc cơ quốc nghiệp để chứng minh việc khởi tố tạm giam ngọc trinh là bất thường kỳ quái thì không viên chức hữu trách nào bận tâm đến chuyện dùng xe hai bánh gắn máy làm xiết và an toàn công cộng. Hình ảnh bài trên VOA. Tác giả bình phẩm bởi không bận tâm nên khi được hỏi ý kiến, đại diện công an mới tuyên bố đang vào cuộc để xác minh nếu sự việc xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Còn Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh thì hứa sẽ kiểm tra lại vụ việc. Khi hệ thống công quyền vận hành kiểu đó, các doanh nghiệp có liên quan và nghệ sĩ cùng trở thành nạn nhân. Cả doanh nghiệp và nghệ sĩ đều phải mất công đi tìm các giấy tờ liên quan, phải ra trình diện công an theo lệnh triệu tập. Thuyết Minh đã tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh như thế nào nhằm thực hiện cái gọi là hợp tác cùng công an thành phố Thủ Đức để làm rõ và giải quyết vụ việc. Họ còn tự nguyện kéo video clip quảng cáo xe điện khỏi Internet. Tác giả đánh giá rùng rợn hơn là dù đã xác định chuyện quốc cơ quốc nghiệp không đội mũ bảo hiểm dùng xe hai bánh gắn máy để làm xiếc nhưng công an vẫn đính kèm tuyên bố nếu phát hiện những vi phạm thuộc lĩnh vực khác thì sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định tuyên bố vừa kể đặt quốc cơ quốc nghiệp và những cá nhân có liên quan vào tình thế nguy hiểm giống hệt như ngọc trinh hình ảnh công an thông tin về vụ quốc cơ quốc nghiệp tác giả dẫn luật xử lý vi phạm hành chính của việt nam xác định chỉ xử phạt hành chính khi xác định sai phạm không phải là tội phạm hình sự mỗi sai phạm chỉ bị xử phạt một lần theo mọi phương thức hoặc xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự việc ngọc trinh điều khiển mô tô phân khối lớn không có giấy phép lái xe hết đứng tới quỳ nằm khi lái xe đã được chính công an xác định là vi phạm hành chính và đã ra quyết định xử phạt cô 8,5 triệu đồng và cô đã nộp phạt. Theo tác giả, đó cũng là lý do nhiều người bất bình khi công an khởi tố tổng giam Ngọc Trinh với cáo buộc gây rối trật tự công cộng và mở rộng điều tra. Sự bất bình của công chúng về cách hành xử đối với Ngọc Trinh không phải là vì cá nhân cô, mà vì an toàn công cộng và an toàn cá nhân bị đe dọa. Khi công an thản nhiên chà đạp các quy định pháp luật hiện hành, tùy nghi tự quyết sai phạm nào đó là lỗi hành chính hay tội hình sự hoặc cả hai thì bất kỳ ai cũng có thể vào tù nếu công an không thích hoặc muốn làm như vậy vì lẽ gì đó. Hình ảnh thông tin về nhóm gây rối ở pha cát lái. Tác giả nhắc lại việc một nhóm hàng chục người điều khiển 6 chiếc xe Harley Davidson muốn dùng pha cát lái nhưng không chịu xếp hàng và mắng chửi hành hung những người yêu cầu họ phải vào xếp hàng như mọi người tại sao mạng xã hội và gần như toàn bộ hệ thống truyền thông chính thức cùng phản ảnh cùng lên án nhưng công an và hệ thống công quyền thì lờ đi không xem đó là gây rối trật tự công cộng tác giả bình luận không lẽ bảo vệ thực thi pháp luật là có quyền gạt bỏ các quy định pháp luật sang một bên sử dụng nhận thức sở thích của lãnh đạo ngành công an biến cả hai thứ này trở thành một loại có giá trị cao hơn luật pháp hiện hành để áp đặt ý chí của giới lãnh đạo ngành công an lên tất cả công dân dùng người này để răng đe những người khác buộc cả trăm triệu người phải nhớ công an có quyền định đoạt tất cả và ở việt nam chỉ cần công an là đã đủ để xây dựng pháp chế xã hội chủ nghĩa quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo .d với bản tin vụ ngọc trinh làm công an rối như tờ vò quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d